Mình tên là Nguyễn Trần Trung, mình đến từ Hà Nội và mình xem 1993. Hiền lành, hòa đồng và điên nữa. Mình làm người mẫu được tầm hơn 2 năm rồi, 2 năm rồi. À, mình thân với cả Việt Linh vì mình chơi với Linh cũng trước khi đi thi siêu mẫu rồi. Nếu mà làm người mẫu thì mình về mình làm bác sĩ. Nói thật là điểm nào mình thấy tự tin ấy. Được mà, đẹp. Ăn đấy là ngày xưa thôi, mình nghĩ ngày xưa thôi, chứ bây giờ thì chân dài não cũng dài rồi, dễ không giờ bị lạc được, tại vì rất là dễ được tìm thấy. thứ hai là rất được nhiều người thích. Điểm thứ ba thì chắc là đáng nghĩ à, cũng bình thường. Dám ba người đồng giới, bình thường. Sao bây giờ thì nó quá nhiều vấn đề rồi. Cái vấn đề mình quan tâm là cái gọi là cái kỳ thị. Mọi người đã bớt đi kỳ thị. Siêu nhân ấy nó mặc quần xịp ở ngoài bạn ạ. Siêu mẫu thì mặc ở trong. Ý. U khúc khờ u khúc sắc khúc. Ưu khờ khờ khờ. Tất nhiên là đặt giải vàng rồi. Con người.